Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm ngã bảy trong và ngoài nước. Hôm nay có chị Hồng ở phường Hiệp Lợi, thành phố ngã bảy đến hội từ thiện ngã bảy trao đổi vấn đề từ thiện về quỹ đồng hành. Xin chào chị. Chào anh Hậu. Rồi chị có ý kiến gì về vấn đề mà quỹ đồng hành đó, xin mời chị. Tôi gửi 1 triệu gửi cho những cái người bệnh đó, dạ. Một gia đình 100.000 gửi cho anh Hậu giúp giùm. Rồi là chị ủng hộ 1 triệu rưỡi. Dạ. Là mỗi một quỹ đồng hành, mỗi một ca diện 100.000, dạ. Được 15 hộ. Dạ. Rồi đây là 1 triệu rưỡi ha. Rồi. Thì Dương Hậu cũng thay mặt người bệnh, người nghèo, khó khăn ngã bảy cũng xin cảm ơn chị Hồng nhận 1 triệu rưỡi này giúp được 15 hộ. Dạ. Chúc cho chị được nhiều sức khỏe, bình an và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến gia đình chị. Rồi. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn anh Hậu nha, giúp giùm. Dạ, thì dạ. Tôi chỉ nhắn chuyện gia đình làm giùm thôi. Dạ. Để tiền của các nhà hảo tâm. Dạ. Qua video này thì Dương Hậu cũng xin trân trọng cảm ơn chị một lần nữa. Dạ. Mong rằng sẽ được nhiều nhà hảo tâm và mạnh thường quân ủng hộ vào từ thiện ngã bảy, giúp cho bà con nghèo, bệnh tật, khó khăn quê hương Dương Hậu sẽ giảm đi, sẽ có nhiều may mắn hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem chương trình này. Cảm ơn chị nha. Dạ.